được nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý, quý thầy cô giáo, các cựu học sinh và toàn thể mọi người đã về tham dự với lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hóa Tiến ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên sẽ được gửi tới các quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn đã viết: tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng tiếng hát câu ca một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó thì sẽ ở lại với đời mãi mãi. Đó là một cuộc rong chơi ngầm ngùi của hữu hàn muốn chộp bắt cái vô hàn làm món quà thế chấp cho đời mình. Với ước muốn xây dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc, một món quà tinh thần vô giá dành tặng quý vị đại biểu, các thế hệ giáo viên và học sinh, hôm nay các anh chị em diễn viên, nghệ sĩ không chuyên đến từ trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hóa Tiến bằng tất cả tấm lòng của mình sẽ gửi gắm tình cảm, tình yêu qua lời ca, điệu múa. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ được đón nhận tình cảm của quý vị. Kính thưa quý vị, trải qua nhiều chặng đường của lịch sử, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hóa Tiến luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà. Cũng chừng đó thời gian, có biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành, tung cánh bay xa. Tự hào về trường, các thế hệ học sinh càng tự hào hơn về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Tự hào hơn minh hóa quê mình với mật ngọt, chè xanh, thấm đượm tình người. Và mở đầu chương trình nghệ thuật trong buổi sáng ngày hôm nay với chương một có tựa đề Dưới lá cờ Đảng minh hóa anh hùng, qua các tiết mục Lê khúc Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Song ca Đường bốn mùa xuân, Đơn ca nữ Vấn vương minh hóa quê mình. Chương trình xin phép được bắt đầu. Môi môi vương phương Việt Nam tổ quốc chúng.
là đường bồ anh thấy non sông ta rạng rỡ vô cùng. Hôm qua con ở bên sông Hồng mà chiều nay đã thấy lòng người xa. Xoay thượng dấu diễn hoa nhãn lòng minh mẫn một nhà thông nhất là sản xuất càng nhanh đồng văn miên thành là chủ nghĩa xã hội theo lời bang thoại an an hương gia quân diệt bốn mùa xuân bằng bàn tay lao động. Tương lai hứa hẹn là con đường đi mà tương lai sớm là
Song hành với thời gian, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hóa Tiến đã vươn lên lớn mạnh như một chàng trai vạm vỡ. Ngọn gió thời gian đã chắp cánh cho mái trường và các thế hệ học sinh được quây quần bên nhau như ngày hôm nay. Vậy là đã 20 mùa xuân trong sự nghiệp trồng người, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hóa Tiến đang dần dần khẳng định được vị thế của mình. 20 năm không phải là một chặng đường dài, song cũng là một khoảng thời gian nỗ lực, phấn đấu hết mình của thầy và trò nhà trường. Ngày ngày, nhà trường vẫn rộn vang tiếng trống, thấm đượm tình thầy trò bè bạn. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị đến với chương 2 của chương trình nghệ thuật với chủ đề Mái trường mến yêu qua các tiết mục Múa độc lập, Top ca nam, Bài ca người giáo viên nhân dân, Top ca nữ, Cô giáo bạn em, Top ca nam nữ, Những nụ cười trở lại, liên khúc hát múa Thầy cô chắp cánh cho em và Quảng Bình hôm nay ngày mai. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một mùa xuân nữa lại về, xuân của đất trời quê hương và xuân của lòng người. Ta đã thấy sắc xuân trên từng chồi non, nhành lá, dáng cây, trên từng nhịp bước, trong từng nụ cười em thơ. Hòa trong niềm vui đón xuân của dân tộc, thầy và trò trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hóa Tiến đang hân hoan đón chào sinh nhật tuổi 20. Một chặng đường đủ dài để lưu giữ trong lòng bao thế hệ học trò những kỷ niệm thân thương về một mái trường yêu dấu hiền hòa. Đi qua tháng năm cùng với nhiều dấu mốc lịch sử, dấu ấn thành tích được nối dài thêm mãi. Tại mái trường này, các thế hệ học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước, được bồi đắp thêm biết bao mơ ước, hoài bão, khát vọng và sáng tạo. Hãy trở về dù đường đời vằn nẻo, dù bạn hay tôi còn nhọc nhằn chuyện mưu sinh. Ở đây vẫn những ghế đá hàng cây, vòng tay thể cô bao dung rộng mở đón ta về. Dưới tan rừng trường sơn bạt ngàn, nép mình vào những dãy núi đá vôi hùng vĩ là ngôi trường thân yêu mang tên trung học cơ sở và trung học phổ thông Hóa Tiến. Năm 1998, trường được thành lập với tên gọi là trường phổ thông cấp 2 và cấp 3 Hóa Tiến. Đối với thế hệ giáo viên đã gắn bó với trường từ những ngày đầu thành lập, thời gian không thể xóa nhòa được những kỷ niệm đã cùng in sâu trong ký ức. Làm sao có thể quên được khung cảnh của ngôi trường lúc bấy giờ, với cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn mọi bề, chỉ có 6 phòng học cho 9 lớp với gần 400 học sinh, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua, dạy thật tốt, học thật tốt, vượt qua bao khó khăn trọng chất của ngày đầu mới thành lập. Năm 2008, trường đổi tên thành trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hóa Tiến. Trải qua gần 20 năm xây dựng và trưởng thành, nay trường đã có một sự phát triển vượt bậc, trở thành đơn vị tiên tiến trong ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình, với hơn 1.000 học sinh, đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên đủ về số lượng, có năng lực chuyên môn khá giỏi, cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục nhà trường đầy đủ khang trang, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao. Từ mái trường này, biết bao thế hệ cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh của trường đã có mặt trên khắp mọi nẻo đường đất nước, có phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tuổi 20 của mỗi con người là tuổi đẹp nhất, sung sức nhất, nhưng tuổi 20 với một ngôi trường vẫn chưa phải là đỉnh cao, mọi hy vọng tốt đẹp vẫn thênh thang đón chào. Hóa Tiến hôm nay đang độ tuổi thanh xuân, ngôi trường kiêu hãnh vươn mình trong nắng gió, bởi đã đi qua những ngày mưa bão, cây cắm rễ vào đất để bật chồi xanh, chim xíu xít nhau về bởi nơi đây đất lành.
niệm 20 năm ngày thành lập trường, hy vọng rằng môi trường thân yêu sẽ mãi là nơi lưu giữ những kỷ niệm yên bình, là nơi chấp cánh ước mơ thành hiện thực. Thời gian vẫn vô tình và lặng lẽ trôi, nhưng những kỷ niệm thân thương về mái trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hóa Tiến vẫn mãi vẹn nguyên trong mỗi ký ức chúng ta. 20 năm cũng một mái trường, vẫn màu ngói đỏ, vẫn yêu thương, vẫn thu không nắng, xuân không gió, vẫn bóng cây xanh, lá phủ tường. Lớn lên trong chiếc ngôi quê hương Việt Nam, lớn
trong chiếc nôi quê hương Việt Nam, lớn lên trong chiếc nôi. Quá đi rồi.
ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà, còn nụ cười mỗi hôm nghe nao nỉ, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đính đến, làm sao quên được nơi đã ban đầu, hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai quá mau. Chẳng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi trong mắt thêm áo mới, mà gặp lại chẳng vẫn như xưa. Kìa cho thấy, thấy có nhớ em không, người học trò mười năm trước đây, giờ như có tiếng ai gọi tên tôi, dù hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào rơi trong quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Chẳng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi trong mắt thêm áo mới, mà gặp lại chẳng vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên muốn quên bài, ngày nào rơi trong quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Chẳng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi trong mắt thêm áo mới, mà gặp lại chẳng vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên muốn quên bài, ngày nào rơi trong quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Chẳng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi trong mắt thêm áo mới, mà gặp lại chẳng vẫn như. Gọi quê hương mình
mảnh đất Hai Giỏi Quảng Bình ơi, quá khứ hào hùng gọi tương lai sông Tấu, giọng thanh thang sáng huy hoàng, để rồi quê hương mình thắm thiết vạn lời ca. Dừng ở đây. Một lần nữa kính chúc quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.